Hoài Lâm muốn cưới cháu gái Bảo Quốc sau 5 năm hẹn hò. Quý vị và các bạn thân mến, đầu tháng 11, Hoài Lâm liên tục đăng tải những hình ảnh tình tứ cùng bạn gái lên trang Instagram của mình, kèm theo những câu nói ngọt ngào. Anh còn khẳng định, người yêu tôi nè nha. Người hâm mộ tỏ ra bất ngờ vì nam ca sĩ vốn khá kín tiếng về chuyện đời tư mà chỉ tập trung vào nghệ thuật. Một số người còn cho rằng nam ca sĩ dùng chiêu trò để PR cho sản phẩm mới. Sáng ngày 5 tháng 11, Hoài Lâm lần đầu lên tiếng tâm sự khá dài về mối tình giữa anh và người bạn gái Lưu Hoàng Bảo Ngọc, cháu nội của nghệ sĩ Bảo Quốc. Anh tiết lộ mình và bạn gái quen nhau từ khi hai người còn chưa biết mối tình đầu là gì. Vào thời điểm 5 năm trước, cả hai lần đầu gặp nhau tại nhà hát thành phố và sau đó, Hoài Lâm đã ước có thể gặp Bảo Ngọc một lần nữa, chỉ để nhìn thấy cô cười thôi. Anh biết, đây là lời nói từ đáy lòng Lâm chôn giấu. Anh gửi những lời ngọt ngào đến bạn gái như sau. Anh yêu em không phải vì em đẹp hay em xinh, mà vì do cả hai thứ đó em đều có. Em còn nhiều hơn thế, mắt em bị cận không nhìn thấy xa được, nên em rất hay bị dụ, cụ thể hơn là anh dụ. Thứ hai, anh muốn cưới em không phải vì em đẹp đâu, nhưng em xinh lắm. Đối với anh, em xinh xắn muốn xỉu. Hoài Lâm trân trọng những gì đã trải qua trong suốt 5 năm quen bạn gái Bảo Ngọc, vì sau gần ấy thời gian, cả hai vẫn không thay đổi gì cả. Nam ca sĩ nói, anh luôn đi tìm cái mới để thử thách, nhưng có lẽ ông trời muốn anh phải giữ cái duyên, anh tin vào điều gì từ lần đầu tiên. Cuối cùng, Hoài Lâm gửi lời cảm ơn đến khán giả, gia đình gạo, tức là tên fan club của anh, đã dành những lời quan tâm và tình yêu đến anh trong suốt một chặng đường dài đồng hành. Anh nói vui rằng, mong bạn gái thông cảm vì cô chỉ được xếp thứ hai sau gia đình gạo của mình. Trách anh không như xưa, anh đổi thay đến làm sao?